xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Adrop, kênh chuyên làm những sự kiện Adrop mining từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Adrop từ dự án Ancient Kingdom. Để tham gia vào sự kiện Adrop từ dự án này, mọi người click vào link mình để phía dưới phần mô tả video. Về tham gia sự kiện Adrop từ dự án Ancient Kingdom, mọi người sẽ có 4.000 suất may mắn. Mỗi suất sẽ nhận được 400 token có ký hiệu là DUM. Về top 300 người tiền rep sẽ nhận thêm phần thưởng lớn hơn từ dự án này. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ join group và channel của dự án trên Telegram. Sau khi mọi người làm nhiệm vụ join group và channel của dự án xong, mọi người quay trở lại chatbot. Mọi người click vào chat join Adrop, submit data, done. Tiếp theo mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow dự án trên Twitter. Mọi người tiến hành follow dự án. Sau đó mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Adrop từ dự án này. Mọi người like, sau đó mọi người retweet lại. Tiếp theo mọi người vào trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người tiến hành copy link profile rồi mọi người gửi về chatbot. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc có thể dùng ví Chuck Wallet. Sau đó mọi người click vào đền. Tiếp theo mọi người tiến hành retweet thêm một bài post của dự án này. Mọi người tiến hành like, share, retweet lại. Sau đó mọi người vào trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người vào một sau đó mọi người tiến hành copy link bài post mình để retweet. Rồi, mọi người gửi về support. Tiếp theo mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube. Mọi người tiến hành subscribe kênh YouTube quảng cáo của dự án. Sau đó mọi người tiến hành like và chia sẻ video này trên trang Twitter của mình. Rồi sau đó mọi người về phần kênh YouTube. Mọi người tiến hành copy link profile kênh. Sau đó mọi người gửi về chatbot. Tiếp theo mọi người click vào blank để kiểm tra tài khoản của mình trên chatbot. Rồi sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà chatbot yêu cầu, mọi người sẽ nhận được link rep của mình. Link này mọi người có thể mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để có cơ hội lọt vào top 300 người tiền rep sẽ nhận thêm phần thưởng từ dự án này. Và nếu bạn nào cả tên trong danh sách winner từ dự án này là 4.000 người may mắn, mọi người sẽ nhận được token vào ngày 30 tháng 12. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn mọi người.